Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải toán lớp 4 tập 1 cánh diều. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 17 liên quan đến rút về đơn vị. Trang 41. 5 chiếc bút giá là 30.000 đồng. Giá tiền một chiếc bút là bao nhiêu? Như vậy là đây là 5 chiếc mà 30.000. Như vậy chúng ta sẽ lấy là 30.000 ta chia cho 5. 30.000 ta chia cho 5 thì ra được là 6.000. 6.000. Bây giờ chúng ta xem cái bài toán này. Cửa hàng bán 5 chiếc bút chì với giá là 30.000 đồng. Bạn muốn mua 8 bút chì như thế thì hỏi bạn bình này là phải trả là bao nhiêu tiền? Năm bút chì giá 30.000 đồng, mua 8 bút chì cần phải trả bao nhiêu tiền? Bây giờ là tôi tìm giá tiền là một chiếc bút chì rồi tính số tiền cho 8 chiếc bút. Bạn làm tính chia là 30.000 tôi chia cho 5, lấy kết quả là nhân với lại 8. Rồi đây là cái bài giải này. Bài giải giá tiền một bút chì là 30.000 ta chia cho 5 là bằng là 6.000 đồng một cây. Và mua 8 cây thì chúng ta sẽ lấy là 6.000 nhân cho 8 là bằng là 48.000 đồng. Cái chỗ này gọi là rút về đơn vị. Rút đơn về đơn vị chúng ta sẽ tính cho một cái, một chiếc, một câu, một người, một, nói chung là cứ một vậy, một xe, ví dụ vậy. Đó gọi là rút về đơn vị. Rồi sau đó chúng ta sẽ tính cho 8 chiếc hoặc là 5 chiếc hoặc là 7 chiếc hoặc là 10 cái hoặc là 10 chiếc hoặc là vân vân. Đó gọi là chỗ này gọi là tính rút về cho một. Đọc qua bài tiếp theo. Bài số 1. Mua 4 hộp sữa chua Nha Đam hết là 32.000 đồng. Hỏi mua 6 hộp sữa chua như thế thì hết bao nhiêu tiền? Như vậy thì chúng ta sẽ giải bài này. 4 hộp là hết 32, như vậy chúng ta sẽ tính 1 hộp là bao nhiêu? Rồi sau đó chúng ta nhân cho 6. Chúng ta sẽ tính nè. Số tiền là giá tiền một hộp Nha Đam là, đây là câu A nha. Giá tiền một hộp sữa chua Nha Đam. Sữa chua Nha Đam là, ta lấy 32.000 ta chia cho 4 là bằng là 8. 8 x 4 32, 8.000 đồng. Một hộp. Như vậy mua 6 hộp ta lấy 6 ta nhân cho 8. Số tiền mua 6 hộp sữa chua là, số tiền mua 6 hộp sữa chua là 8.000 đồng mà nhân cho 6. 6 x 8 là bằng là 48.000 đồng. Đáp số 48.000 đồng. Nó qua câu B. Mua một quả dưa háo ruột đỏ nặng là 3 kg, hết là 48.000 đồng. Hỏi mua một quả dưa háo ruột đỏ nặng 5 kg, hết bao nhiêu tiền? Như vậy cái bài như này thì chúng ta cũng tính 1 kg. Giá tiền 1 kg dưa háo là bao nhiêu, ta lấy 48.000 đồng này nè, ta chia cho 3. Chia cho 3 thì ra số tiền là 1 kg. Rồi sau đó ta mua cho cái trái là 5 kg thì chúng ta nhân ra. Cái chỗ này là ta sẽ lấy giá ra chúng ta giải.
Ba số 1 câu B. Rồi. Nên tính là giá tiền 1 kg dưa hấu là ta lấy 48.000 ta chia cho 3. Giá tiền 1 kg dưa hấu là ta lấy là 48.000 đồng. Ta chia cho 3 là bằng là 16.000 đồng một ký. 16.000 đồng. 16.000 đồng 1 kg. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhân cho cái trái dưa hấu là 5. Giá tiền trái dưa hấu 5 kg là giá tiền trái dưa hấu 5 kg là ta lấy 16.000 đồng, ta nhân cho 5 là bằng là 80.000 đồng. Đáp số, đáp số là 80.000 đồng. Rồi chúng ta qua bài tiếp theo. Bài số 2. Giải các bài toán sau theo mẫu. Chúng ta xem các bài mẫu. Người ta đóng gói 12 kg hạt sen vào 3 túi như nhau. Hỏi 20 kg hạt sen thì đóng được là bao nhiêu túi như thế? Thì như vậy trong này thì chúng ta sẽ có cái gì đây? 12 kg vào 3 túi. Rồi chúng ta sẽ tính là số hạt sen trong mỗi túi cân nặng là, rồi ta lấy 12 ta chia cho 3 thì ra là 4 kg. Rồi cứ mỗi túi là 4 kg, như vậy chúng ta sẽ có là 20 kg là bao nhiêu, ta lấy là số túi cần để đóng hết 20 kg hạt sen là ta lấy 20 ta chia cho 4, tại vì mỗi túi là 4 kg là được là 5 túi. Rồi như vậy chúng ta sẽ qua tiếp theo là câu A. Rót hết 35 lít sữa vào đài là 7 can giống nhau. Hỏi để rót hết 40 lít sữa thì cần là bao nhiêu can như thế? Như vậy chúng ta lấy giấy là chúng ta giải. Rồi chúng ta tính là số lít sữa một can chứa là bây giờ 35 lít mà 7 can. Rồi chúng ta tính 1 lít là bao nhiêu, ta lấy 35 ta chia cho 7. Như là bằng là 5 lít. Rồi sau đó ta lấy 40 ta chia cho 5 lít thì ra là số can. Bài là bài 2. Bài 2 câu A. Số lít sữa một can chứa là, số lít sữa một can chứa là, ta lấy là 35 chia cho 7 là bằng là 5 lít. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tính là số can cần đựng hết 40 lít sữa là, số can cần đựng hết 40 lít sữa là, ta lấy là 40 để chia cho 5 là bằng là 8 can. Đáp số là 8 can. Rồi chúng ta qua tiếp theo câu B. Người ta đóng 24 viên thuốc vào 4 vỉ đều nhau. Hỏi là 6.672 viên thuốc thì đóng được là bao nhiêu vỉ thuốc như thế? Đây là 24 viên thuốc và 4 vỉ. Như vậy chúng ta sẽ tính như thế này là số viên thuốc trong một vỉ là bao nhiêu? Ta lấy 24 ta chia cho 4 là bằng là 6 viên. Rồi sau đó là lấy cái này chúng ta sẽ chia cho 6 thì ra số vỉ.
Rồi câu B. Số viên thuốc một vỉ có là. Số viên thuốc một vỉ có là. Ta lấy 20, 24 là chia cho 4 là bằng là 6 viên. Tiếp theo chúng ta sẽ tính là số vỉ thuốc đóng hết là 6.672 viên là. Số vỉ thuốc đóng hết 6.672 viên là. Ta lấy 6.672 ta chia cho 6 bằng là 1.112 12 vỉ thuốc. Đáp số 1.112 vỉ thuốc. Chúng ta qua trang, chúng ta qua bài tiếp theo. Nhân dịp đầu năm học mới, một nhà sách có chương trình khuyến mãi như sau: cứ mua 5 quyển sách thì được tặng là 10 chiếc nhẫn vỡ. Mua 5 quyển à, cứ mua 5 quyển, cứ mua 5 quyển thì được là à, là 10 nhẫn. 5 quyển thì được là 10 nhé. Tiếp theo, hỏi mua 20 quyển sách được tặng là bao nhiêu nhãn vỡ? Theo em, chị Huệ mua 23 quyển sách thì được tặng là bao nhiêu nhãn vỡ? Rồi, thì chúng ta xem này. Bây giờ chúng ta sẽ tính là số nhãn vỡ được tặng khi mua một quyển sách là bao nhiêu. À, bây giờ cứ 5 quyển thì được là 10 10 nhãn, như vậy ta lấy 10 nhãn ta chia cho 5 là bằng là 2. À, như vậy là cứ mua một quyển là được là 2 nhãn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi tính là 20, 20 ta nhân 2. Tại vì mua 20 quyển, một quyển là 2 nhãn mà 20 ta nhân cho 2. Rồi. Chúng ta giải. Câu A. Số nhãn vỡ được tặng khi mua một quyển sách là. Số nhãn vỡ được tặng khi mua một quyển sách là ta lấy 10 ta chia cho 5 là bằng là 2 nhãn, 2 nhãn vỡ. Rồi tiếp theo chúng ta tính là số nhãn vỡ được tặng khi mua 20 quyển sách. 20 quyển sách là số nhãn vỡ được tặng khi mua 20 quyển sách là. Như vậy là cứ một quyển là 2 nhãn mà 20 quyển ta lấy 20 ta nhân cho 2 là bằng là 40 nhãn vỡ. Rồi. Đáp số là 40 nhãn vỡ.
Tiếp theo, theo em chị Huệ mua 23 quyển sách thì được tặng bao nhiêu chiếc nhẫn vừa? Giờ là cứ một quyển là hai nhãn, như là 23, ta lấy 23 ta nhân cho 2. Rồi bài số 3, câu B. Số nhẫn vừa chị Huệ được tặng là? Số nhãn vữa chị Huệ được tặng là, như vậy là ta lấy 23 ta nhân cho 2 bằng là 46 nhãn vữa. Đáp số 46 nhãn vữa. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.